Thợ da Lecat xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay thì Thợ da Lecat sẽ giới thiệu tới các bạn gần 20 màu sắc mới nhất của sản phẩm Kissy. Bộ sưu tập màu sắc này được tạo nên bởi những màu sắc vô cùng tươi sáng và mới mẻ dành cho mùa hè. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về Kissy và xem nó có gì nổi bật nhé. Trên tay mình đây là một chiếc Kissy với hình dáng ví mini, có chiều ngang là 9cm. Chiều cao của ví là 6cm. Và độ dày khi chưa có đồ là khoảng gần 1cm. Nhưng khi mà mình đựng tối đa thì Kissy có thể căng lên tới 3.5cm và sẽ không quá dày khi sử dụng. Về chất liệu thì Kissy được may từ da bào thật và được Lecat trực tiếp thiết kế và sản xuất tại Việt Nam. Toàn bộ nguyên liệu dùng để may nên Kissy là từ da thật và vải nên dùng nhiều năm sẽ không bao giờ xuất hiện bong nổ da. Càng dùng da sẽ càng xuống nước, óng ả và mềm mại hơn. Các bạn có thể thấy là đường may, đường sơn được Lecat thực hiện rất là sắc sảo. Các điểm dừng này, khoảng chỉ được thực hiện chính xác. Sơn cạnh được phối theo màu hoặc cùng màu. Lớp sơn được thực hiện khéo léo và tinh tế, che đi toàn bộ đường ghép của các lớp da, nhưng mỏng nhẹ, không bị dày u cục. Và đó là một vài thông tin về Kissy mà bạn cần biết. Trong mùa hè 2022, Lecat sẽ mang tới cho các bạn một bộ sưu tập hoàn toàn mới của Kissy với hơn 20 màu sắc rực rỡ. Và hãy cùng thợ da Lecat khám phá từng loại da trong bộ sưu tập mới lần này nhé. Hiện tại trên tay mình là màu sắc cưng cực kỳ đặc biệt. Và đây là màu sắc lần đầu tiên xuất hiện tại Lecat. Đây là vân da kỳ đà, được tạo trên hình cốt là da bò, có sắc trắng ngà và có nổi hạt 3D. Khi cầm ví, chúng ta sẽ có cảm giác da đanh dẻo và chắc chắn. Kissy lần này sẽ rất là mới mẻ, các phiên bản đa sắc từ 3 đến 4 màu được chọn để phối, đảm bảo thẩm mỹ, ấn tượng và đều là bộ màu tương sinh. Nếu bạn là một người tâm linh, phong thủy thì có thể chọn các màu sắc hợp với ngũ hành. Màu xám sẽ hợp với mệnh kim, mệnh thủy, màu xanh lam sẽ cho mệnh mộc, mệnh thủy, màu vàng xanh cho mệnh mộc hoặc mệnh hỏa này, màu tím cho mệnh hỏa và thổ, hay là Kissy đa sắc nếu bạn muốn một chiếc ví thật là ấn tượng hoặc rực rỡ. Còn bạn là người thích tông màu đen thì Kissy cũng rất phong phú với lựa chọn đen vân cá phối đen trơn này, đen hạt phối cùng da dê chấm bi lạ mắt và một chiếc đen trơn dành cho những ai thích một chiếc ví Kissy cơ bản và dễ dùng. Hoặc hãy thử đen phối cam hoặc đen phối cùng da vân chăn màu xanh lá nếu bạn muốn thêm điểm nhấn nhá và bắt mắt bên cạnh những gam đen truyền thống nhé. Các phiên bản da vân họa tiết da rắn, chăn hay cá sấu luôn khiến chiếc ví của chúng ta trông ngầu hơn, chơi hơn và ấn tượng hơn. Bạn có thể cân nhắc với các màu như là rêu sợm phối chăn trắng, rêu sợm phối họa tiết da rắn. Với những chiếc ví nhỏ thì chúng ta đừng ngại rực rỡ vì những chiếc ví màu xanh than phối vàng chanh hay cam phối đen với điểm nhấn là các màu sắc rực rỡ, bắt mắt rất có thể sẽ khiến bạn vui hơn. Kissy có tới hơn 30 màu sắc, bạn có thể chọn theo phong thủy này, theo sở thích hoặc là theo trang phục. Ở Lecat thì gần như là màu nào cũng có. Kissy có 3 ngăn riêng biệt và có 2 ngăn bé xinh. Với sức chứa tối đa thì Kissy có thể để được khoảng tầm từ 10 đến 13 cái thẻ. Khoảng 20 tờ tiến gấp, các giấy tờ cũ như chứng minh thư nhân dân. Và độ dày khi sử dụng tối đa của Kissy sẽ lên tới hơn 3cm. Và khi đó thì Kissy vẫn nhỏ gọn và xinh xắn trong lòng bàn tay. Kissy nhỏ, xinh nhưng công năng thì không hề nhỏ bé nha. Khi nào cần rảnh tay thì hãy nhớ là Kissy có một dây đeo lòng tay để có thể tháo hoặc lắp rất là dễ dàng nhé. Để đặt hàng, các bạn hãy comment được ngay phía dưới video này hoặc truy cập vào website lecat.vn để chọn được những màu sắc ưng ý nhất nhé. Thợ da Lecat xin cảm ơn và mong được may và gửi những chiếc Kissy ngọt ngào này tới các bạn.